Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Tự tay anh Hải làm từ A tới Á luôn, từ cái cắt kiến luôn, rồi ghép vô. Một mình anh làm thôi. Đúng rồi. Trời ơi. Ở đây anh Hải chia sẻ ảnh là 53 tuổi nha các bạn. Đụng này chắc cỡ 1.5 m. Làm từ cắt kiến rồi ép ra luôn mà rất là đẹp, rất là khéo luôn nha các bạn. Đó, đó đang thổi là có quên cái gì đó là chị nhắc với lại một cái nụ cười rất là tự hào luôn, nghĩa là ảnh làm hết luôn em. Mua hết tùm lum hết á là khoảng 22-23 triệu. Tại vì anh đã lên cái bản vẽ nó như vậy vậy rồi à, vô ok lắm, vô hết rồi. Fit hết đúng không? Đấy này anh làm tới 4 lớp lần. 4 lớp lần ha. Lớp đáy ở dưới trước, cái bắt đầu cái anh dán lớp xương à. Tại vì cái máy hàng này, máy hàng tích, thằng tích để anh hàng cái inox đó đó. Ok các bạn, trước mặt các bạn là một bạn cá đang có bầu ha. Chuẩn bị đẻ, chắc ngày hôm nay đẻ ha. Ờ, chắc ngày hôm nay đẻ. Này là để trên cái rổ, hồi nãy mình cũng không biết để trên rổ làm cái gì. Thì anh Hải có giải thích là cá con đẻ xong sẽ rớt xuống đây, tránh trường hợp con cá mẹ nó ăn luôn cá con đó. Chắc trong ngày hôm nay sẽ đẻ các bạn. Còn bên này là con cặp gì đang ghép cặp ha? Không, hai con cá trống ha, hai con cá trống trùng chỉ nè các bạn. Trùng chỉ này cực, ngay phải có oxy nó mới sống. Đúng rồi. Ok, nhưng mà đó vẫn chưa phải là nhân vật chính đây các bạn. Đây lại là một cái tác phẩm khác, tự tay anh Hải làm từ A tới Á luôn. Từ cái cắt kiến luôn, rồi ghép vô. Có nghĩa là tất cả anh làm hết luôn ha anh? Ừ. Một mình anh làm thôi. Đúng rồi. Trời ơi. À, anh Hải hồi nãy mình có hỏi là anh Hải chia sẻ ảnh là 53 tuổi nha các bạn. Đúng rồi. 53 tuổi mà lên cái hồ này, này chắc cỡ 1.5 m. Đúng rồi, 1.5 m. 1.5 m. Coi như là làm từ cắt kiến rồi ép ra luôn mà rất là đẹp, rất là khéo luôn nha các bạn, nhìn vô là cực kỳ đẹp luôn. Nè bên này là hút ha anh? Bên này hút, bên này hút nè. Đó, bên này hút, hút đáy ha, hút nhìn, đáy. Hình nhìn không thấy luôn. Còn bên này là thổi, đó là thổi đáy, thổi đáy đó. Và ở trên này là có hút mặt, hút mặt đó, đó cái đó hút, hút mặt nè. Và không hề thấy một bất kỳ một cái ống, một cái lỗ hoặc cái gì đó ở trên cái mặt phẳng mà chúng ta ngắm nhìn hết ha. Đó, anh cho hồ chạy lại á. Đó. Đó, đang thổi lên á. Đẹp ghê không? Mà cái hộp đằng sau này mỏng lét luôn. Này, cái hộp nhìn bên kia mới thấy. Cái này kế hoạch là mình sẽ nuôi cái gì anh? Anh định nuôi cặp sam với lại phi phụng rồi em. À, sam với phi phụng anh, sam đẹp. Sam giờ cũng mắc à? Đúng rồi. Nay cũng như 10 mấy á. Đúng rồi em. 10 mấy cỡ bàn tay chứ anh? Đúng rồi, cỡ chừng tấc mấy à. À tất, chưa tới à, như thế này. Đẹp. Không, tấc 1, tấc 2 gì á là anh mới vừa hỏi á là khoảng 14. Dạ. Yeah. Đó người ta hay nuôi với lại cá rồng trên, nó dưới, nó tầng đáy, nó tầng. Rồi mấy cái ống này, mấy cái công nghệ này là anh cũng tự mày mò rồi đi. Đúng làm rồi. Hết luôn anh. Đúng rồi, anh tự mày mò rồi hết. Mấy cái này là cũng mắc không anh? Mấy mắc. Cái đó là khoảng 500 mấy một cái khóa van. Này, van này. 500 mấy? 500 mấy một cái van. Là anh đang cycle chạy nước. Đúng rồi, đang chạy thử, chạy cho nó. Anh có thể giới thiệu sơ sơ giùm em coi là cái quy trình hoạt động của cái hồ này nó như thế nào anh? Cái đây thổi lên. Đây thổi lên, lên trên hồ. Dạ. Hồ hồ sẽ qua cái hút mặt đó và cái hút đáy này nó trở từng hoàng nó đi xuống ống này. Dạ. Và đi xuống cái này, ống này đi xuống đây. Lọc qua 5 ngăn. 5 ngăn. Lại đưa sạch đưa lên lại. Đây anh chưa bỏ thiết bị lọc. Dạ, chưa có thiết bị lọc vô. 5 ngăn này anh chưa bỏ thiết bị lọc. Lọc xong từ đây nước sạch bắt đầu mới đưa lên, trở lên hồ vận hành lại. Là đưa qua chỗ này đúng không anh? Đưa qua cái hộp nhỏ xíu này luôn đúng không? Đưa cái hộp đó, đúng rồi.
đứa hộp nhỏ hộp là kỹ thuật sau lưng á. Đây các bạn, hộp kỹ thuật sau lưng nó chỉ có cỡ, mình nghĩ chắc nó cỡ 2cm thôi à, mỏng la mỏng lét luôn, giấu kín hoàn toàn đằng sau luôn. Chân sắt này cũng anh hàng luôn. Đúng rồi. Rồi đây anh mua cái máy hàng này nè, anh hàng đủ thứ hết, hàng từ lục diêm đến nhưng mà rất là đẹp nha các bạn. Nghĩa là theo như mình cảm nhận á, những cái tiệm mà chuyên nghiệp mà làm mà coi như là làm gia công cho mình á thì cũng không có đủ tài nghề này luôn á. Còn cái vấn đề ép kiến này nó có khó khăn không anh? Anh nghĩ một mình anh mà có làm luôn, không có thiết bị gì gọi là chuyên dụng không hết. Không có, có đồ kẹp kiến đâu mày. Anh mua cái kẹp gốc của giống như là kẹp ê tô sắt vậy đó. Anh mua hai cái, anh lúc anh dán anh lúc anh dán anh đưa cái này vô anh lấy gốc ke. Anh ke cái gốc lại. Dạ. Anh mua hai cái này là trên mạng á, xong bắt đầu anh ke mấy gốc lại, anh dán từ từ. Dán từng tấm, tấm một chứ anh đâu có dán lúc được đâu. Dạ. Anh mua này anh đặt trên mạng rồi đầu về anh làm từ từ, mày mò anh làm từ từ à. Mà hai vợ chồng anh chị rất là dễ thương luôn các bạn. Có nghĩa là trong quá trình mình quay mình chia sẻ đồ này nọ thì đôi khi mà anh có quên cái gì đó là chị nhắc. Mà nhắc với lại một cái nụ cười rất là tự hào luôn, nghĩa là ảnh làm hết luôn em. Giỏi lắm, khéo tài lắm. Rất là dễ thương luôn. Mà coi. Dạ. Yeah. Hết hồ luôn hả? Thấy ấn tượng quá. Công trình cực kỳ đẹp luôn. Kiến này 12 ly anh. Mà anh làm này là kiến siêu trong á. Siêu trong á. Siêu trong á. Dạ. Kiến siêu trong thì nó có khó thao tác gì hơn không anh? Hay là nó cũng vậy thôi? Nó cũng vậy em, mà cái giá trị nó mắc hơn, gần như muốn gấp 3 con kiến kia luôn. Gấp 3 luôn. Ừ. Bù lại thì cái chất lượng đẹp trong veo luôn. Đúng rồi, đẹp. Cái này cái mình coi như mình mở 24/24 luôn hay sao? Đúng em, mở 24/24. Nó cúp điện nó tự tràn nước xuống đây, nó có điện lại chạy lại không sao hết. Dạ. Em bữa em có nghe một số anh em chia sẻ là cái hồ công nghệ cao này thì công nghệ mới này nó đẹp. Nhưng mà ví dụ như cá mà bị bệnh muốn hạ mực nước á, thì nó hơi khó. Hơi khó đúng rồi. Không phải, thí dụ như những cái hồ này anh làm được hai mực nước luôn, mực nước thấp anh vẫn làm được luôn. Dạ. Mực nước thấp về vẫn làm được luôn, nhưng mà nó bị cái thời gian cái nó bị cặn canxi. À, có cái dấu cặn canxi của cái kiến á. Dạ. Nên anh không làm. À. Đó, chứ cái này anh làm được hai mực nước luôn. Thời gian cái mình xài mực nước thấp cái nó bị cái cặn canxi này là nó xấu cái hồ. Đúng rồi, đúng rồi. Để có cái dấu. Hồ bây giờ nó đẹp quá. Hồi đúng xưa rồi. Hồ mà lớn lớn kiểu này là phải có bao nẹp rồi tùm lum. Cái đó là tại vì ngày xưa thủy mài em dán thủy. Còn bây giờ mình bả keo. Mình bả keo trong á. Bây giờ mình bả keo chứ hồi xưa là nó phải thủy mài á, mài dán thấy gồ ghề lắm. Dạ đúng rồi. Cái background này là mình dán mặt sau hả ta? Dán em. Dán cái bức tranh sau. Dạ. Rồi cái này mốt mình có lên đèn không anh? Có. Anh đang còn thiếu cái đèn thức tư. Dạ. Một cây. Một cây. Anh chưa có hoàn thiện, còn bỏ thiết bị lọc vô nữa nhiều lắm. Dạ. Là mỗi học là một loại thiết bị anh? Đúng rồi. Ví dụ như học như đây mình bỏ đá lông mũ, đây bỏ sứ, bỏ bông vậy đó. Dạ. Với lại Gmat. Dạ. Đây bỏ Gmat vô. Cái đó là tách phân. Cái cây tách phân. Một tấm mút thôi mà, chứ không có xài nhiều lớp gì hết trơn. Cái này chỉ lọc mấy cái phân mà gọi là khối á. Đúng rồi em. Mà này anh mới cho nhà thử thôi, anh chưa có để đây nè, để Gmat xuống rồi nó êm nữa, êm nước luôn, êm ru. Thôi nhưng mà thật ra nghe tiếng nước róc rách đó cũng dễ chịu, okay. Nó nhẹ nhẹ dễ chịu. Là cái này là anh còn đang hãm bớt đúng không? Nếu đúng mà rồi. Anh mở ra nữa là nó còn mạnh nữa. Anh hãm để cho nó hút mặt, thí dụ anh mở ra là nó hút đáy cho lẹ. Dạ. Nó vậy đó.
cái đó mình dạng chỉnh cho nó hút mặt. Dạ. Còn cái này là anh dạy bằng ống xanh kim 40 hết á. Dạ. Cái ống này thì nó có cái hay cái lợi thế gì hơn so với cái ống bình minh bình thường của mình không? Nó đẹp hơn em, đẹp hơn với giá trị nó mắc mấy lần á. Dạ. Tại vì cái ống này của người ta chơi là tao chơi bên cá biển. Dạ. Mình đem qua cá nước ngọt. Dạ. Tại vì cái cá nước biển nó mắc hơn cái cá nước ngọt không? Mấy chục lần á. Dạ. Cái từ cái nước nè, cái bộ lọc của cá biển nó cầu kỳ lắm. Dạ, đúng rồi. Tại nó xử lý muối mà. Đúng rồi, xử lý muối. Dễ bị hư mà này nọ các thứ. Đúng là nó mắc lắm, đồ của nước biển mắc lắm. Anh em chơi cá rồng này nọ, chơi một cái vàng hồ này nhìn nó bậu cứng cáp, nhìn vàng chân nó là thấy tốn tiền rồi. Anh có thể chia sẻ giùm ai cái chi phí để mà anh build hết nguyên cái hồ này thì nó tầm khoảng bao nhiêu anh? Tự tay mình làm. Tự tay mình làm là theo anh á, là anh mua hết tùm lum hết á là khoảng 22-23 triệu á. 22-23 triệu là từ kiến, ống này nọ, chưa tính công của mình á. Đúng rồi. Keo nữa, keo bả nhiều lắm. Thì trong quá trình mình thi công mà có gặp cái rắc rối hay sự cố gì vướng vướng không anh? Không em, không. Tại vì anh đã lên cái bản vẽ nó như vậy vậy rồi, nó vô, okay, là vô hết rồi. Fit hết đúng không? Mà biết sao, thí dụ anh làm bằng kiến thường thì rẻ hơn. Cái này làm kiến siêu trồng nó mắc. Đẩy cái độ cao lên, tiền cao lên. Nhưng mà em nghĩ cái hồ này nếu mà đi ra ngoài mà đặt thì chắc cũng mắc hơn nhiều lắm á. Đúng rồi em, anh hỏi thì ba mấy. Đó, anh hỏi là ba mấy cái... chị hỏi với anh không hỏi, anh nói là em nuôi vậy, cái chị nói là em đi làm á, thấy cơ sở vậy đó, hỏi ba mấy, cái anh nói thôi để tôi làm. Bà đâu có tin anh làm đâu. Bà không tin anh làm đâu. Lớp mà lúc mà anh đi lên mạng anh đặt mấy này nè, nó hỏi anh là cơ sở nào, nó không anh làm mua nhà làm vậy, nó không tin anh làm luôn đó, không muốn bán cho mình luôn. Này nó biết là mất mối chắc luôn rồi. Coi như là nếu mà ra ngoài mua chắc phải ba mấy, mình nghĩ chắc phải mắc hơn là tự thi công ở nhà, đúng phải rồi, 10 mấy triệu các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Coi như là công sức của mình đó. Thì thời gian hoàn thiện cái hồ này hết nhiêu lâu anh? Tùy, anh làm từ từ, anh làm cả tuần á. Ví dụ anh dán miếng kiến trước với lại miếng kiến hông này, cái anh để cho nó khô keo anh mới dán tiếp. Yeah. Tại có mình anh à, anh đâu có dám làm ấy đâu, làm từ từ vậy. Thời gian để khô keo khoảng bao lâu anh? Chắc chừng 3-4 tiếng gì đó, anh cảm thấy là nó khô keo là anh dán tiếp miếng hông tiếp, bắt đầu cái anh làm đáy làm đồ vậy đó. Dạ. Yeah. Tại đáy này anh làm tới 4 lớp lần. 4 lớp lần ha. 4 lớp đáy. À, vậy có bao gồm những lớp nào anh? Lớp đáy ở dưới trước, cái bắt đầu cái anh dán lớp xương bắt đầu cái thêm một lớp kín không cái để dán tranh này nè. Dạ. Yeah. Cái anh ép tranh lên lớp nữa, lớp kín nữa, đó là ép được miếng tranh này. Bắt đầu là nó tính ra 4 lớp là lớp kiến, xong lớp xương, xong hai lớp kiến trên để ép hai lớp kiến ép miếng tranh lại á. Dạ. Để cho nước đựng vô bức tranh nè. Coi như bức tranh nằm giữa. Nằm giữa. Nằm giữa hai miếng kiến á. Đây các bạn, ở trong đây có một cái hồ ảnh cũng sắp thi công nữa đây, mình coi ở trong đó những cái từng cái bộ phận nó như thế nào ha. Cái hồ này có vẻ là nhỏ hơn cái hồ ngoài kia hơn. Chút. Hồi này anh định nuôi cá rồng nè, anh làm lọc trên chứ không làm lọc dưới. Dạ. Yeah. Lọc trên thôi. Đúng rồi, anh định làm lọc trên. Đây là từng phân mảnh khi mà chưa có vô keo ha. Cũng là kiến siêu trong luôn anh? Không, kiến này kiến thường em. Kiến thường thôi. Kiến thường. Kiến thường em nhìn đây nè, nó xanh đen vậy nè, còn kiến siêu trong nhìn nó trắng luôn, trong luôn, trắng. Dạ. Cái này em định làm để nuôi con cá rồng nó lọc trên cho nó nhẹ nước lại, chứ cái lò hồ kia thì nó hơi thổi đáy á, con cá rồng nó chịu không nổi. Thổi mạnh quá chịu không? Thổi mạnh quá, đúng rồi. Cá rồng bự mới chịu nổi, con mình nuôi con có 4 tấc mới chịu nổi, còn nuôi cá nhỏ lên là làm này để nuôi cá nhỏ lên. Dạ. Coi như là dưỡng cá lên. Đúng rồi, đúng rồi. Với lại cá bệnh cái đầu thứ nãy em nói á. Dạ. Là nuôi cái này mặt nước thấp, mặt nước như thế nào cũng được hết nè. Dạ. À, này làm kiểu truyền thống. Đúng rồi. Dạ. Làm kiểu truyền thống.
Còn những cái thanh này là sao dài hơn quá ta? Thanh này là anh đi định làm để mốt anh kiền trên á. Dạ. Đó, anh cắt để anh kiền trên á. Nhưng mà em sao em thấy nó dài quá ta? Đúng rồi, mốt anh cắt ra mà. À còn phải cắt ra. Cắt ra. Tới đâu anh cắt tới đó. Ồ. À cái này anh cũng cắt ở nhà luôn hả? Không, cái này là anh kêu nó mày vi tính á. Dạ. Mày vi tính cho anh. À. Còn cắt cái kiến là anh tự cắt. Cắt. À xong rồi chỉ có đem ra ngoài cho đúng nó rồi, mài đúng rồi, thôi. Đúng rồi, mày vi tính. Siêu đẳng quá. Thì các bạn có mình trong cuộc đời mình đó giờ mình cũng gặp có cơ may mình gặp được một hai người thôi. Làm cái gì cũng giỏi các bạn, chơi cái gì cũng giỏi luôn, hay thiệt. Có nghĩa là chơi bộ môn nào cũng giống như là người ta nhìn ra được cái gọi là cái gì ta? Cái cốt lõi của cái vấn đề á, xử lý đúng chỗ đó là hầu như môn nào nó cũng vô á. Mình có cơ may gặp anh Hải là một trong số đó. Coi như làm cái gì cũng giỏi hết trơn. Từ đồ ăn rồi những cái món chơi trong công việc, công nhận hay thiệt. Em thì em cũng mê nuôi nhiều thứ lắm nhưng mà không có giỏi, không có khéo tay. Em thì em cũng thích ngồi trò chuyện với con vật đồ này nọ các thứ thì mình cũng có nói đó, nhưng mà khéo tay là không khéo tay, công nhận. Dù cái này mà ngoài tiệm chắc cũng phải 2-3 thợ rồi mới vô mới làm nổi. Đúng rồi em. Còn đây là mình tự lên luôn. Ủa xong rồi. Không, thí dụ miếng kiến này đi, cái anh nhờ chị. Dạ. Và chị khiên phụ dựng ở đây, cái chị dịnh vậy nè, anh vô miếng kiến kia, bắt đầu anh kiền lại. À. Coi như là đầu tiên á, đầu tiên là phải lên cái chân này đúng trước rồi, nè. Anh đi hàng cái chân. Phải có cái chân trước xong rồi ráp bằng miếng kiến là để lên đây luôn. Đúng rồi. Chứ còn ráp dán ở dưới mà khiên lên là không nổi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Khi mình làm cái kiến này mình phải tính cái thể tích nước như thế nào để cho nó an toàn nữa đúng không anh? Đúng rồi em. Tại vì thí dụ như bây giờ á, mình làm hà tiện mình làm kiến 10 ly thì nó sợ nó chịu không nổi. Dạ. Đúng ra anh phải, cái này đúng ra anh phải cường lực. Nhưng mà nghĩ chở đi cường lực nó phê quá, thôi làm luôn. Cường lực về, thì... về anh phải khoan đó, khoan đáy rồi hết anh mới... Mới đi cường lực mới được. Đi cường lực. Dạ, đó. Chứ cường lực xong là không khoan được rồi. Đúng rồi, không khoan được. Nên anh thôi làm luôn, anh không cường lực. Cường lực là nghĩa là dán một cái lớp keo để cho nó bể ọc lụ thôi chứ nó cũng đâu có... Không phải em, cái dán lớp keo là cũng một loại là làm kiến, thí dụ như làm nhà cao tầng á, cho yeah. Nó nổ ọc lụ thì nó dính lớp keo lại, hai lớp nó ép, nó đừng rớt xuống đầu người ta. Yeah. Còn như cường lực này nó đưa vô cái lò nung nhiệt độ cao, là thí dụ mình quýnh búa đó, quýnh búa thẳng vô vậy không bể. Yeah. Là quýnh cạnh nó mới bể, quýnh ngay cạnh nó mới bể, là yeah. Cái đó là kêu cường lực. À là đưa vô cái nung cho nhiệt độ nung cao nhiệt độ nữa. Cao lắm đó, chịu lực kinh hồn lắm. Cái đó là mắt rồng hả ta? Mắt rồng. À mắt một cái góc nhìn bên này. Như mấy bức tranh này thì anh phải đặt ở mấy cơ sở uy tín để làm cho anh. In theo đúng cái khổ mình luôn. Đúng, đúng rồi, mình nói cái khổ mình bao nhiêu nó in cho mình. Đẹp quá. Hồ này xui xàm hết bài luôn ha. Đúng rồi, em định thả cặp xàm với lại mấy con phi phụng như đó chơi cho nó. Anh cũng mới làm xong nên nó mới cho nó chảy nước thử coi, thí dụ anh cũng tắt tới tắt lui coi nó có trục trặc gì không, mà thấy ok rồi. Thấy ổn quá hả? Nếu vậy này mình coi như là nếu mà hệ thống nó chạy hoàn hảo thì nước có hụt thì mình chăm thêm nước thôi chứ cũng đâu có cần làm gì nữa. Đúng rồi em. Dơ chỗ này đi giặt cái này thôi, giặt, chứ nó làm thôi. Cái này anh tính là chạy nước khoảng bao lâu rồi bắt đầu vô cá? Bây giờ là vô cá được rồi, anh mới chạy khoảng mấy bữa nay là anh nghiên cứu coi nó có bị một cái gì không chứ thấy ngon lắm rồi. Anh thử cúp điện lên cúp điện xuống, ok. Cái dòng cá sam đó anh cũng chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều, nó mạnh không anh? Nó mạnh nhưng mà nó nuôi nó là phải để sứ với lại san hô nhiều, tại vì cái độ pH nó cao. À, cần độ pH cao. Cần độ pH cao. Nên nuôi với con cá rồng á cũng cực lắm á. Yeah. Con cá huyết long á nó nó thấp hơn. Đúng rồi, pH nó thấp hơn con cá sam. Mà anh thấy người ta nuôi chung anh cũng không biết như thế nào. Mình cũng chưa có vô thử sâu cái đó, mình chưa biết nên mình từ từ. Em thấy như một cái hồ mà chơi phong thủy là tới 5 loại hay gì á. Đúng rồi. Rồng nè, sam nè, như phi phụng nè, rồi cái gì nữa đó, 5 loại trong một cái hồ mà nuôi.
củ sừng á. Thì nó cũng phân ra con lớp mặt, con lớp giữa, con lớp đáy á, nhiều lắm. Mình không có vô chiên sâu đâu, mình cũng không có biết lắm, cho anh em chơi máu lửa. Với lại bây giờ á, cái phong trào anh mới thấy là phong trào người ta nuôi con cá vàng á, cá vàng nhập từ Trung Quốc, nhập từ Thái Lan về đẹp lắm. Nó cũng mắc á nha, chứ không phải rẻ đâu, một con vài triệu bạc á. Cá vàng người ta cũng nuôi cái hệ thống lọc của cầu kỳ vậy, tại vì con cá vàng đĩa ghê lắm. Dạ đúng rồi. Nó đi phân ghê lắm. Đó, người ta cũng làm hệ thống lọc dữ lắm á. Mà nó hình như không chịu nước dơ nữa. Đúng rồi. Có mấy anh em bên cá vàng cũng đẹp. Đúng, đẹp em. Đồng. Em nhìn cũng mê. Bây giờ anh thấy là nó đang ra cái vụ phong trào á, đang cá vàng đẹp lắm. Là anh cũng đang suy nghĩ hai sự lựa chọn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Con cá sam thì nó đặc biệt hơn. Đúng. Nhưng rồi. Mà con cá vàng thì nhìn nó dễ thương. Bơi lúc đúng la rồi. Lúc lắc, lúc lắc. Nhưng mà cá sam này nó đặc biệt. Cái bình oxy này là để cái bình khí hạt gông anh hàng à mà. Khí để hàng chứ không phải bình oxy. Một cái khí này là nếu mà hàng cái gì mới cần ta? Nhà em cũng có máy hàng mà đâu có xài khí này ta, sang hàng. Tại vì cái máy hàng này máy hàng tích, hàng tích để anh hàng cái inox đó đó. Dạ dạ dạ. Anh hàng inox đó mà anh kéo qua anh hàng cái sắt này cũng được bình thường. Nhưng mà cái thí dụ inox em lớn lớn xíu cái em hàng bằng que đó thì được. Chứ cái này mà cái cọng nhỏ nhỏ em chấm cái ghia vô bứt liền. Bứt luôn lủng luôn. Đúng đúng, nên anh hàng cái đó có 1.5 ly, 2 ly à. Dạ. 3 ly là cao. Nên phải cần khí hạt gông. Đồ giờ nó cũng gọn đẹp trong nhà, dễ sử dụng. Hồi xưa mấy hàng chà bá lắm. Giờ nó gọn. Hồi xưa là cái máy cơ. Dạ. Hồi xưa anh đâu biết hàng đâu, anh học nguội rồi anh cũng không biết hàng nữa. Hàng vô cái nó đau mắt. Bây giờ nó có kiến điện tử rồi. Dạ. Mình hết sợ rồi, ngày xưa cứ kính che đâu kịp đâu, nhìn đau mắt. Yeah. Cái anh sợ cái sau này anh mua cái này nè, mua này anh quyết định hàng cái đó chứ đưa khách hàng thợ hàng nó hàng hư hoài. Đầu anh mới mua anh hàng, anh tập từ từ cái này rất là hay đúng các bạn. Thì anh Hải thì trước làm nhà hàng ha, thì cũng không có phải là học bài bản đầu bếp ra, mà cứ như là thấy cái gì tinh hoa hay, cảm nhận là nó ok là anh sẽ học về anh làm, tự làm, mày mò. Hồ cá này cũng vậy, muốn làm là tự nghiên cứu làm hết. À, đây là một cái mẫu hồ mà người ta gọi là công nghệ mới ha. Đúng bạn rồi. Ha. Công nghệ mới. Công nghệ mới, chứ không phải là kiểu truyền thống. Đó, có nghĩa là cũng cập nhật, update thông tin. Nói chung là tinh thần lúc nào cũng học hỏi cái mới hết trơn á. Và khi mà thấy cái gì nó hay mà mình chưa có hiểu về nó là học liền. Đó, hồ cá. Rồi cái lụp chim cũng cải tiến, xuất phát từ chơi, đam mê, ra mua cái hàng chợ thấy nó không vừa ý. Thì về nghiên cứu cải tiến nó, cuối cùng ra ra những cái sản phẩm mang tới thương hiệu riêng của mình mà cũng mấy chục năm rồi. Như là em cực kỳ nể anh luôn á, thật sự em rất là nể anh luôn á. Các bạn thấy cũng kiên nhẫn, rất là nhiều thời gian ha các bạn ha. Kiên nhẫn và dạy cho các bạn bẹt nói chuyện. Đâu anh giờ anh biểu diễn lên đây cái rồi, biết đâu hên. Đây là bé bự nha các bạn. Happy birthday Tú Du. Happy birthday Tú Du. Nói đi con. Chọc ké. Mẹ ơi. Happy birthday Tú Du. Happy birthday Tú Du. Mẹ ơi. Mẹ đó. Mẹ làm gì đó? Mẹ làm gì đó? Mẹ ơi. Rất là dễ thương các Happy bạn. Happy birthday Tú Du. Các bạn nghe thấy bé bự nói không? Chọc két két cắn á, chọc két két cắn á. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Đó, chọc két két cắn á. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi đi con. Happy birthday Tú Du. Nó gặp người lạ cho nên là nó mắc cỡ. Hồi nãy mình ngồi ở trong kia mình ăn pizza là ở ngoài này á, ảnh líu lo luôn, ảnh nói rất là líu lo luôn. Thì một lát anh Hải sẽ gửi cho mình các clip mà khi mà ở nhà đó nó không có gặp người lạ, nó nói rất là nhiều luôn, thì mình sẽ add vô cái clip này. Ê quên cái clip trước, cái clip về chim vẹt cho các bạn coi. Rồi thì coi như là kết thúc cái buổi thăm nhà của anh Hải và chị Mai.
ha, thì chúng ta được biết tới những cái đam mê cũng như những cái tài năng của anh Hải mà chị Mai là mê mệt luôn. Không ngờ luôn các bạn, không như không ngờ chồng mình giỏi đến vậy luôn. Phải nói em cũng nể luôn, em quá nể luôn. Em thì em nghĩ là chị nuôi chơi thôi, em chưa biết anh lúc mà chị nhắn tin em nghĩ là chị nuôi chơi rồi con thôi, đâu ngờ tới đây rồi quá trời đã rồi, ghiền luôn. Rồi ok các bạn, chúc mọi người có những cái giờ phút xem clip vui vẻ ha. Rồi chúc thật nhiều sức khỏe nè. Và coi đá banh thì đừng có bắt độ nhiều quá nha, coi cho vui thôi, tinh thần thể thao thôi nha. Chứ còn gì đâu, mới đá banh mấy ngày giờ liên lạc khó quá. Có mấy người em chơi môn này môn kia, nói là đi review nhưng mà nhắn tin không thấy trả lời. Một là thức quá khuya coi đá banh cho nên là không có dậy sớm nổi, cho nên là không có hẹn hòi được. Hai là chắc là cũng đi phượt hay đi đâu mất tiêu rồi. Ok mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha, bye bye.